đời đắng cay bẽ bàng xa rời người trai yêu tìm thú vui hoang đàng kiếp sống ta lỡ làng với bước chân lang thang bao lần tôi muốn quên đi cuộc sống gian nay đã xa xôi rồi thân phận giờ đơn côi tựa áng mây ngang trời sóng gió xô dập vôi chiếc áo manh ta ơi nhưng tình cha trí nhân vẫn chờ tôi quay về
không có ngày con sẽ lạc loài như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa úa phai. Đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù loà như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Đời con Chúa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình Ngài, như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa ơi. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Nhật ký 1416. Đây vốn là một ngày trọng đại đối với tôi. Trong ngày này, tôi như sống lại trong một cuộc chiêm niệm liên lỉ. Nguyên việc tưởng nghĩ đến hồng ân này đã cuốn hút tôi vào sâu hơn trong cuộc chiêm niệm. Và suốt ngày, tôi không ngừng cảm tạ, bởi vì mỗi lần tưởng nghĩ đến hồng ân này, linh hồn tôi một lần nữa lại mất hút trong Thiên Chúa. Nhật ký 1417. Lạy Chúa con, linh hồn con xấu xa cùng cực, thế mà Chúa lại ghé xuống với con một cách từ ái đến thế. Con thấy rõ ràng vẻ cao sang của Chúa và cái bé mọn của con. Vì vậy, con vui mừng vì Chúa vô cùng quyền uy, và con cũng hết sức vui mừng vì con quá bé mọn. Nhật ký 1418. Ôi Chúa Kitô thống khổ, con sắp sửa được gặp gỡ Chúa. Là hiền thê của Chúa, con phải trở nên giống Chúa. Tấm áo sỉ nhục của Chúa cũng phải phủ trên mình con. Lạy Chúa Kitô, Chúa biết con hết lòng ước ao được nên giống Chúa. Xin để toàn bộ cuộc thương khó của Chúa trở nên số phận của con. Ước chi tất cả nỗi sầu thương của Chúa hãy trao đổ vào tâm hồn con. Con tin Chúa sẽ hoàn tất điều này nơi con, theo cách Chúa thấy phù hợp nhất. Nhật ký 1419. Hôm nay có giờ trầu thâu đêm, tôi không thể tham dự
vì sức khỏe yếu nhược. Nhưng trước khi đi ngủ, tôi hợp lòng với các chị em đang chầu Chúa. Khoảng độ 4-5 giờ, tôi bỗng nhiên tỉnh giấc và nghe có tiếng mời gọi tôi, hợp lòng với các chị em đang chầu vào giờ đó. Tôi hiểu rằng trong số ấy có một số linh hồn đang cầu nguyện cho tôi. Nhật ký 1420. Khi đắm mình trong cầu nguyện, thần trí tôi được đưa đến nhà nguyện. Ở đó tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu được thờ kính trong mặt nhật. Trong mặt nhật, tôi nhìn thấy bánh thánh dạng người của Chúa và người phán với tôi: những gì con được nhìn thấy trong thực tại thì các linh hồn này nhìn thấy bằng đức tin. Ôi, đức tin của họ đẹp lòng Cha biết bao. Con xem, mặc dù ở đó không tỏ ra một dấu nào về sự sống nơi Cha, nhưng trong thực tại, sự sống ấy lại hiện diện sung mãn trong tất cả và trong từng bánh thánh. Nhưng để Cha có thể hoạt động trong một linh hồn ấy phải có đức tin. Ôi đức tin sống động ấy, đẹp lòng Cha biết bao. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ khấn lòng thương xót ngày thứ năm, cầu cho những người lạc giáo và ly giáo. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, quý vị ân nhân của hội lòng thương xót còn sống hoặc đã qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trong lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, trong lòng con, để con không xa Ngài. Trong lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, trong lòng con, để con say mê Ngài. Vâng, con vươn lên coi chốn tôi tâm tuyệt vọng. Vâng, con vươn lên coi nghi giờ và sâu nâu, thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu trên vì con mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xưng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thề dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Si-ô-phi-la-tô,
chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu đứng Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế
thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tha nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tha nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tha nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Lạy Cha đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông ngôi ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tân ca của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ai Chúa. Chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này,
là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ năm, cầu cho những người lạc giáo và ly giáo. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những người lạc giáo và ly giáo. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Trong cuộc khổ nạn cay đắng của ta, chính họ đã xé nát thân mình và trái tim ta, tức giáo hội của ta. Khi nào họ trở về hợp nhất với giáo hội, lúc đó các thương tích của ta mới được lành, và nhờ đó họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót là chính sự lân ái. Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi lân mẫn Chúa linh hồn những người lạc giáo và ly giáo. Xin lấy ánh sáng của Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với giáo hội. Đừng để họ lìa khỏi trái tim từ bi lân ái Chúa, nhưng xin dẫn họ về để họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo, từng làm tổn thương đến phúc lành Cha ban, làm dùng các ân huệ của Cha, vì họ cố chấp trong sự lầm lạc của mình. Xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ, nhưng nhìn đến tình yêu của Con Chí Thánh Cha và cuộc khổ nạn cay đắng của người. Vì họ, người đã gánh chịu đau khổ, bởi vì trái tim vô cùng từ bi của người vẫn bao bọc lấy họ. Nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về, để họ cũng được tung hô lòng thương cao cả của Cha đến muôn đời. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời tiên chúng. Này con là đá, Sa-tan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện chung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tâm cấm sinh lực và ban cho người nơi đây hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, cho ác tâm quân thù. Kinh dâng gia đình cho trái tim Đức Chúa Giêsu là vua. Lạy đấng thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ương ao cai trị các gia đình giao hữu. Thì hôm nay chúng con đến tung hô nhân quyền tuyệt đối Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rày mà đi hằng ăn ở theo hành thánh Chúa. Chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy, được sự bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chi chúng con. Nguyện tận tâm nong nảy mến Chúa và năng rương lệ cho lửa mến hằng cháy luôn để Chúa cai trị lòng chúng con. Lạy trái tim cứng trong, xin Chúa thương chủ tòa càng khi chúng con hội họp, chúc lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thanh thiện các sự vui mừng. Xin dung đỡ chúng con trong các cơn phiền não. Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu, nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúng làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhắc cho nó nhớ,
Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn. Khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tang sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ khuân người còn xin khâm phục lệnh Chúa đời đời gia đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chăng rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa và cam khen ca ơn lành Chúa đời đời. Lạy trái tim cường sạch đứng bà Maria, lạy thánh tổ phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhâng cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuế trái tim đứng Chúa Giêsu là vua và là cha cả chúng con. Amen. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tuổi lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu, Chúa con ơi, lòng thương xót Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha. Bao nhiêu khôn khéo tình yêu ba ngôi cực thái là nguồn khơi nguyên mầm sông và nguồn phục lại. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thể nhân loại. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu, Chúa con ơi. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhẫm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa châm tôi nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đứng Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.